MC Thanh Bạch thông báo tang sự Nguyên Vũ và dàn Sao Việt gửi lời chia buồn. Rạng sáng 28 tháng 6 trên Facebook, MC Thanh Bạch cập nhật hình ảnh bông sen trắng. Động thái này thường để tưởng nhớ đến người thân quá cố. Hiện tại, nam MC chưa tiết lộ thông tin cụ thể về tang lễ. Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến MC Thanh Bạch. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và MC Nguyên Vũ viết: "Em xin chia buồn cùng thầy và gia đình, vững lòng và giữ sức khỏe trong những ngày nhiều việc này thầy nha. Xin chia buồn với bạn và gia quyến, cầu mong hương linh người đã khuất thanh thản." Thanh Bạch được biết đến là một trong những MC đình đám của showbiz Việt nhờ lối dẫn hài hước cùng gu thời trang sành điệu. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, MC Thanh Bạch đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Bên cạnh đó, anh còn là thầy khi đào tạo ra thế hệ MC mới và bén duyên với kinh doanh. Năm 2019, ồn ào giữa MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương từng gây xôn xao.